Hãy học về các loại trái cây nào. Trái xoài, quả anh đào, quả nho, quả lê, trái táo, trái cam, mãng cầu, trái chuối, quả dâu. Xin chào, tôi là Ben. Tôi sẽ dạy các bạn về các dạng hình học. Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình bát giác, hình chữ nhật, hình trái xoan, hình ngũ giác, hình kim cương, hình lục giác, hình ngôi sao. Hãy cùng học về các phương tiện vận tải nào. Máy bay, xe thùng, xe đạp, xe cứu thương, xe hơi, hỏa tiễn, tàu thủy, xe cứu hỏa, taxi. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa, ăn đường phải không không papa, nói lào phải không không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny, dân papa, ăn đường phải không không papa, nói lào phải không không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Hãy học về rau củ quả nào. Dưa chuột, bông cải xanh, khoai tây, cà tím, quả ớt, cà rốt, cà chua. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Bạn đã nghe về con nhện chưa?
nhìn in si quyền si đi lên trên cài vòi nước. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời tối tang hồng cô mỗi cơn mưa rào. Và nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên vòi. Nhìn in si quyền si đi lên trên cài vòi nửa. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thơ sang hồng cô mở cơn mưa sao. Và nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên vòi. Nhìn in si quyền si đi lên trên cài vòi nửa. Và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thoi sang hồng thô mỗi cơn mưa rào. Và nhìn in si quyền si tiếp tục lại leo lên vòi. Tôi là Ben, tôi sẽ dạy cho bạn về bảng chữ cái hôm nay. A là cho apple, B là cho bone, C là cho cat, D là cho dog, E là cho elephant, F là cho fish, G là cho god, H là cho hat, I là cho igloo, J là cho jerk, K là cho kite, L là cho lion, M là cho monkey, N là cho knight, O là cho orange, P là cho pig, Q là cho question mark, R là cho rapid, S là cho star, T là cho toilet, U là cho umbrella, V là cho van, W là cho watch, X là cho cellophone, Y là cho yellow, Z là cho zebra. Hãy học màu sắc nào. Màu vàng. Màu hồng. Màu xanh dương. Màu đỏ. Màu xanh lá. Màu đen. Màu trắng.
màu xám. Màu chàm. Màu đỏ hung. Xin chào các bé, tôi là Ben và tôi sẽ dạy cho bạn những con số ngày hôm nay. Wow, nhìn vào tất cả kẹo đó đi, ngon quá. Nhìn kìa, đó là số 1. Chào số 1. Xin chào Ben. Tôi đã dạy cho các em nhỏ tất cả về bạn. Ủa vậy sao? Xin chào, tôi đây. Số 1 là tôi là số đứng đầu. Bạn không thể học khi bạn không có tôi. Số 1 là tôi là số đứng đầu. Bạn không thể học khi bạn không có tôi. Có phải số 1 là chữ số vui vẻ không? Hãy xem những con số khác cũng vui vẻ giống anh ấy. Trông kìa, đó là số 2. Số 2 là tôi là số nguyên tố. Hai thứ đó giống tôi nhưng không vấn đề gì. Số 2 là tôi là số nguyên tố. Hai thứ đó giống tôi nhưng không vấn đề gì. Tôi là số 2. Wow, hãy cho tôi tham gia nhóm nào. Số 3 là tôi có thể đem tôi trên đôi tay. 1, 2 và 3 tôi là số 3. Số 3 là tôi có thể đem tôi trên đôi tay. 1, 2 và 3 tôi là số 3. Số 4 là tôi, 2 cộng 2 là 4. Bạn có 4 cài keo và thêm nhiều keo ngọt. Số 4 là tôi, 2 cộng 2 là 4. Bạn có 4 cài keo và thêm nhiều keo ngọt. Bạn có biết về câu chuyện của 5 cây kẹo que không? Một ít chất mèo và thanh kẹo xanh xanh. Gặp thêm người bạn là ta có hai thành. Hai thanh kẹo nhỏ rất bận rộn phải không? Một thanh kẹo đen là ta có ba thanh. Ba thanh kẹo nhỏ muốn nhiều hơn nữa không? Sớm tìm một thanh là ta có bốn thanh. Bốn thanh kẹo nhỏ đang cố gắng để bay. Tìm được em trai là ta có năm thanh. Năm thanh kẹo nhỏ nhảy lên cao rất cao. Nhìn kìa, đó là người bạn của chúng ta, số 5. Chào các bé, tôi là số 5. Hãy nhìn những khinh khí cầu kìa. Wow. Chào 6 và 7. Các bạn đang làm gì vậy? Chào Ben, tôi đang đếm những viên kẹo. Bạn sẽ giúp chúng tôi chứ Ben? Vâng. Thôi nào các em, hãy giúp 6 và 7. Một que kẹo mút, hai que kẹo mút, ba que kẹo mút và bốn que kẹo mút. Năm que kẹo mút, sáu que kẹo mút, sáu que kẹo mút đang chờ chúng ta. Đó là niềm vui. Hãy đếm lên đến 7 lần này nha. Một que kẹo mút, hai que kẹo mút, ba que kẹo mút và bốn que kẹo mút. Năm que kẹo mút, sau que kẹo mút, bảy que kẹo mút đang chờ chúng ta. Vui vẻ không nào? Hãy tìm ba chữ số cuối cùng, 8, 9 và 10.
số 8 là tôi tròn như mắt trời, bèo như bì ngô, đêm với tôi là niềm vui. Số 8 là tôi tròn như mắt trời, bèo như bì ngô, đêm với tôi là vui. Số 9 là tôi, hãy để tôi đánh vần, N-I-N-E, đó là số 9. Số 9 là tôi, hãy để tôi đánh vần, N-I-N-E, đó là số 9. Bạn có 10 ngón tay, có thể làm bất cứ gì. Bạn sẽ muốn xem, bạn có thể nằm chung lại, có thể giờ lên và mở rộng chúng ra, có thể giờ xuống hoặc bạn đếm đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mấy 8, 9 và tiếp theo là số 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mấy 8, 9 và tiếp theo là 10. Tôi hy vọng bạn đã vui vẻ học tập các chữ số. Tôi sẽ sớm gặp lại các bạn trong cuộc phiêu lưu tiếp theo của tôi.